Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục. Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 3 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Fero, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần với khoảng 15.000 tín hữu tham dự. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài thứ 14 về các nét xấu và các nhân đức với tựa đề Đức Công Bằng. Đức Thánh Cha nói, nhân đức thứ hai trong các nhân đức trụ là Đức Công Bằng, đó là một nhân đức xã hội tuyệt hảo. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo định nghĩa nhân đức này là một nhân đức luân lý hệ tại ý chí liên lì và kiên quyết trả lại cho Thiên Chúa và tha nhân điều thuộc về họ. Thông thường, khi nói đến Đức Công Bằng, người ta cũng trưng dẫn khẩu hiệu Unicuque Sum, trả cho mỗi người điều thuộc về họ đó là nhân đức thuộc về luật nhằm điều hành một cách công chính những tương quan giữa con người với nhau. Nhân đức này được tượng trưng bằng cán cân vì nhằm quân bình điểm số giữa con người, nhất là khi những điểm yếu ấy có nguy cơ bị bóp méo vì sự mất quân bình nào đó. Mục đích của nhân đức này là trong xã hội mỗi người được đối xử theo phẩm giá của họ, nhưng các bậc tôn sư xưa kia đã dạy rằng để đạt tới điều đó cũng cần những lối cư xử đạo đức khác như lòng tư nhân, tôn trọng, biết ơn dễ mến lương thiện đó là những đức tính góp phần để con người có thể sống chung tốt đẹp với nhau tất cả đều hiểu rằng đức công bằng là điều rất quan trọng đối với sự sống chung hòa bình trong xã hội một thế giới không có luồn lệ sẽ là một thế giới không thể sống trong đó nó giống như một khu rừng hoang vu không có công bằng thì cũng chẳng có hòa bình thực vậy nếu công bằng không được tôn trọng thì người ta chấp nhận sự đồi bại kẻ mạnh đè nén kẻ yếu nhưng công bằng là một nhân đức hành động trong những việc lớn cũng như việc nhỏ nó không chỉ liên hệ tới các tòa án nhưng cả luân lý đạo đức nổi bật trong đời sống hàng ngày của chúng ta nó ấn định những tương quan chân thành thực hiện giới luật tin mừng theo đó kito hữu phải là người có thì nói có không thì nói không phần thêm vào là từ ma quỷ thật lý nửa vời những lời nói lắt nó léo muốn lường gạt người khác chúng không phải là những thái độ phù hợp với công bằng người công bằng thì ngay chính đơn giản và thẳng thắn không đeo mặt nạ trình diện như thực chất của mình luôn nói thật truyền môi miệng, họ có lời cảm ơn vì thức rằng dù chúng ta có cố gắng quảng đại đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn mắc nợ đối với tha nhân. Nếu chúng ta yêu thương, đó cũng là vì chúng ta được yêu mến trước. Trong truyền thống, ta có thể tìm thấy rất nhiều mô tả về con người công bằng. Chúng ta hãy xem vài ví dụ. Người công bằng tôn trọng luật pháp và tuân giữ nó, biết rằng chúng là một hàng rào bảo vệ những người yếu đuối khỏi những đè nén của những kẻ cường quyền. Người công bằng không chỉ chú ý đến thiện ích cá nhân, nhưng cũng muốn thiện ích của toàn xã hội. Vì vậy, Họ không chiều theo cám dỗ chỉ nghĩ đến mình và chăm sóc việc của mình, dù chúng hợp pháp đến đâu đi nữa. Như thể đó là điều duy nhất hiện hữu trong trần thế. Đức Công Bằng cho thấy rõ và đặt trong tâm hồn sự đòi hỏi rằng không thể có một thiện ích đích thực cho tôi nếu đó cũng không phải là thiện ích của tất cả mọi người. Vì thế, người Công Bằng cảnh giác về thái độ của mình để không làm hại những người khác. Nếu sai lỗi thì xin lỗi. Trong vài trường hợp, cần phải hy sinh một thiện ích bản thân để đặt nó cho cộng đoàn sử dụng. Họ muốn một xã hội có trật tự, trong đó chính con người tạo uy tín cho chức vụ chứ không phải ngược lại. Họ không thích những tiến cử và không buôn bán đặc ân, ưa chuộng trách nhiệm, nêu gương sống và thăng tiến sự tôn trọng luật pháp. Thực vậy, sự tôn trọng này chính là con đường công chính, là thuốc giải độc nạn tham nhũng, thật là quan trọng dường nào, việc giáo dục con người, đặc biệt là người trẻ, về nền văn hóa tôn trọng luật pháp. Đó là con đường phòng ngừa thứ, ung thư tham nhũng và bài trừ nạn tội phạm. Thêm vào đó, người công bằng tránh những lối cư xử độc hại như vu khống, làm chứng gian, biển lận, cho vay ăn lãi cắt cổ, trả lại những gì mình đã vay mượn, nhìn nhận lương bổng đúng đắn với các công nhân, tránh đưa ra những phán đoán nhẹ dạ về người khác, bảo vệ tiếng tăm và thành danh của người khác. Không có ai trong chúng ta không biết trong thế giới chúng ta, những người công bằng đông đảo hoặc hiếm ho như những viên ngọc quý. Chắc chắn họ là những người thu hút ơn thánh và phúc lành trên bản thân, trên thế giới trong đó họ đang sống. Họ không phải là những người thua thiệt so với gian trá và xảo quyệt, vì như Kinh Thánh đã dạy, ai tìm kiếm công bằng và yêu thương thì sẽ tìm được sự sống và vinh dự. Những người công bằng không phải là những người lên mặt dạy đời, như thể là những người kiểm duyệt, nhưng là những người ngay thẳng, khát khao sự công chính. Những người mơ ước, gìn giữ trong tâm hồn ước muốn tình huynh đệ đại đồng. Tất cả chúng ta đều rất cần ước mơ ấy, nhất là xã hội ngày nay. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Tổng thống mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh thăm Việt Nam. Tổng thống Ukraine gặp gỡ các nhà lãnh đạo kỳ tổ giáo và 9 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương do động đất ở Đài Loan. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh thăm Việt Nam Nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng thống mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024 tới đây. Trong chuyến thăm này, Đức Tổng thống Gallagher sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 18 giờ 30 ngày mùng 10 tháng 4, tại Huế vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 4 và thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ 30 ngày 13 tháng 4. Truyền thông của ba giáo tỉnh sẽ đưa tin và trực tuyến thánh lễ. Cụ thể, tại Hà Nội với địa chỉ www Nội org Tại Huế với địa chỉ tổng phận Huế org và tại Sài Gòn với địa chỉ tổng giáo phận Sài Gòn .net Vào sáng ngày 14 tháng 4, Đức Tổng thống mục Gallagher sẽ gặp chung toàn thể hội đồng giám mục Việt Nam trước khi kết thúc chuyến thăm. Đây là chuyến thăm đầu tiên các bộ trưởng ngoại giao tòa thánh Vatican đến Việt Nam. Dự kiến, Đức Tổng thống mục Gallagher sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn, vào chiều ngày 9 tháng 4, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và chào thăm lãnh đạo Bộ Đội vụ, Ban tôn giáo chính phủ vào ngày 10 tháng 4. Ngoài ra, Đức Tổng thống mục Gallagher cũng có chương trình thăm Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội là nơi đã hợp tác y khoa với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005. Tổng thống Ukraine gặp gỡ các nhà lãnh đạo kỳ tổ giáo Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 4 vừa qua, các giám mục công giáo theo nghi thức Latin của Ukraine cùng với đại diện của các cộng đồng tin lành trong nước đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp do Hiệp hội Kinh thánh Ukraine tổ chức Khai mạc cuộc họp, Tổng thống Zelensky đã gửi lời chúc mừng lễ phục sinh từ các nhà lãnh đạo tôn giáo và bày tỏ hy vọng chiến thắng trước lực lượng Nga đang chiếm đóng các vùng của Ukraine. Ông nói, chiến thắng đó chắc chắn sẽ đạt được như các chiến binh, nhân dân của chúng tôi và những lời cầu nguyện chân thành của các vị. Tổng thống cũng cảm ơn các ngài về sự chăm sóc phục vụ cho người dân và đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ của các tuyên úy quân đội. Các giám mục công giáo cũng giải thích những thách thức mà các tuyên úy phải đối mặt trong sứ vụ của mình, đồng thời nêu bật những lo ngại về khả năng huy động các giáo sĩ phục vụ như những người lính. Chúng tôi nhấn mạnh rằng nếu các linh mục giáo xứ hoặc những người chịu trách nhiệm về lĩnh vực nhân đạo, bao gồm cả Caritas và tất cả các đơn vị của tổ chức này được huy động thì sẽ có những vấn đề lớn. Đức giáo mục Vitali Kudryavskiy, người đứng đầu ủy ban quan hệ giáo hội nhà nước phụ trách vấn đề giáo hội của đất nước cho biết các đại diện của các cộng đồng tin lành nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo ở Ukraine, đặc biệt là trong mối quan hệ với những người đồng đạo bên ngoài Ukraine họ cũng nêu khả năng tổ chức bữa sáng cầu nguyện với các nhà lãnh đạo chính trị một ý tưởng được tổng thống zelensky ủng hộ cuối cùng tổng thống ukraine kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo sử dụng các mối liên hệ và kết nối quốc tế của họ để truyền bá thêm thông tin trung thực về ukraine và tội ác của người nga ông nói xét cho cùng giáo hội có ảnh hưởng lớn đến xã hội đến các nhà lãnh đạo nhà nước và vì vậy đây là một tín hiệu rất quan trọng đối với chúng tôi về sự hỗ trợ của các đối tác 9 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương do động đất ở Đài Loan. Trận động đất 7,4 độ Richter mạnh nhất trong 25 năm qua làm dung chuyển Đài Loan vào giờ cao điểm buổi sáng hôm thứ Tư ngày mùng 3 tháng 4 đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương. Tâm chấn nằm cách thành phố Hoa Liên của Đài Loan khoảng 18 km về phía Nam, ở độ sâu 34,8 km theo Mỹ. Theo Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Đài Loan, trận động đất xảy ra ngay trước 8 giờ sáng giờ địa phương và theo sau đó là một số dư chấn mạnh với rung chấn lăn khắp hòn đảo bao gồm cả thủ đô Đài Bắc, nơi gạch rơi từ các tòa nhà cũ và các trường học sơ tán học sinh đến nơi tập thể thao. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng xóm và nhân viên cứu hộ nâng người dân qua cửa sổ và ra đường sau khi các cánh cửa đóng lại do rung chuyển. Đài Loan thường xuyên bị rung chuyển bởi các trận động đất và người dân ở đây nằm trong số những nơi được chuẩn bị tốt nhất cho các trận động đất, nhưng chính quyền cho biết họ đã dự đoán một trận động đất tương đối nhẹ nên đã không gửi cảnh báo. Giao thông dọc theo bờ biển phía đông hầu như bị đình trệ sau trận động đất với lở đất và mảnh vụn rơi xuống đường cao tốc và đường hầm nơi hàng chục người vẫn bị mắc kẹt. Các quan chức cho biết 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 người đi bộ đường dài trên con đường mòn gần đó đã chết do đá rơi xuống. Dịch vụ xe lửa đã bị đình chỉ trên khắp hòn đảo có 23 triệu dân với một số đường ray bị biến dạng do sức ép của trận động đất, cũng như dịch vụ tàu điện ngầm ở Ibay nơi các đoạn của tuyến đường trên cao mới xây dựng bị tách ra nhưng không bị sập. Đức giám mục Hoa Liên Philip Hoàng cho biết không có nhà thờ giáo sứ hay tòa nhà nào trong giáo phận của ngài bị hư hại do trận động đất và không có tín hiệu công giáo nào bị thương. Khi các cơn dư chấn tiếp tục diễn ra, Đức cha kêu gọi tất cả các linh mục quản xứ và giáo dân tiếp tục cảnh giác và tránh xa các tòa nhà và tìm nơi ẩn náu ở những không gian rộng mở. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.